Hello, xin chào các bạn. Và trên tay mình đây là chiếc ốp lưng Aramis Standing Cover dành cho Samsung Galaxy Z4 2 và Z4 2 5G. Đây là một mẫu ốp lưng chính hãng đến từ Samsung, đến từ thương hiệu Samsung và được phân phối bởi Samsung Electronics Việt Nam. Các bạn có thể nhìn thấy tem phân phối cũng như là tem của sản phẩm. Sản phẩm này được sản xuất tại đây, các bạn có thể nhìn thấy sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc, Made in China. Đây, các bạn nhìn thấy. Tuy nhiên, đây là hàng chính hãng của Samsung. Và nhìn qua sản phẩm thì các bạn có thể nhận ra ngay đây là một mẫu ốp lưng dạng carbon, dạng sợi carbon, và nó có một cái chân để chống. Đây ạ, tên của nó đây, Aramis Standing, tức là nó có thể dựng được cái chiếc Samsung Galaxy Z4 2 của các bạn. Tuy nhiên thì cái mẫu ốp lưng Aramis Standing Cover cho Samsung Galaxy Z4 2 thì nó chỉ có tính năng là bảo vệ cái mặt sau của chiếc Z4 2 thôi, nó không có cái phần để bảo vệ mặt trước. Tuy nhiên thì khi sử dụng cái ốp lưng này, các bạn cũng có thể dán màn hình mặt trước cho mẫu điện thoại Z4 2 của các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc ốp lưng Aramis Standing Cover cho Galaxy Z4 2 để xem là bên trong nó thì nó sẽ bao gồm những cái gì. Ở đây thì mình đã mở hộp sẵn, thì mở ốp lưng này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy ra xem mà sẽ có những cái gì ạ. Rồi, đây chỉ còn cái hộp thôi. Đây ạ. Ở đây có một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng ở đây thì nó sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp vào, cách tháo ra. Để các bạn nhìn thấy đây. Lắp vào thì chúng ta sẽ lắp từ mép và ấn ở hai bên cạnh. Đó. Tháo ra thì làm tháo tác ngược lại thôi. Và rất nhiều chữ khác. Ok, đây là mẫu ốp lưng Aramis Standing Cover cho Samsung Galaxy Z4 2. Các bạn nhìn thấy ngay ở trên bề mặt của mẫu ốp lưng này thì nó được sử dụng, nó có cái chất liệu dạng như sợi carbon tổng hợp cao cấp, để các bạn nhìn thấy được rất là đẹp. Ngoài ra ở phía đằng sau thì nó có một cái chân chống, ở trên cái thanh chống này thì nó có logo của Samsung, để các bạn có thể dựng cái thanh chống này lên để chúng ta có thể dựng máy theo chiều nằm ngang, giúp các bạn có thể dễ dàng xem video lướt web một cách dễ dàng. Cái phần camera sau thì nó được thiết kế nhô cao hơn so với bề mặt camera ở trên máy. Mục đích của cái việc nhô cao hơn này nó sẽ giúp bảo vệ phần camera của trên chiếc Z4 2. Đây là ốp lưng của hãng cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Cái mặt trong của nó chất liệu sờ vào cảm giác, cả mặt trong và mặt ngoài sờ vào cảm giác như là chất liệu nhung, rất là mịn tay, rất là thích. Ngoài ra thì ở cái phần chỗ phần chân trống này, trống của cái ốp này thì nó có một nắp nỉ. Đây các bạn nhìn thấy không? Made in China. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắp chiếc ốp Aramis Standing Cover vào chiếc Z4 2. Các bạn có thể thấy là cái thao tác hướng dẫn lắp đặt thì rất là đơn giản mà. Các bạn đặt cái ốp lưng này ở phần phía góc ngoài trước, xong rồi chúng ta chỉ việc ấn vào là xong. Đó. Khá là đẹp. Đây là một mẫu ốp lưng chính hãng của Samsung. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái phần camera nó được bảo vệ rất là tốt. Đó. Nhô cao hơn so với bề mặt camera. Mục đích là để bảo vệ phần mặt kính camera của các bạn ạ. Ok, và tính năng nữa, đấy là tính năng chống. Chống ở đây thì nó có thể chống để các bạn có thể sử dụng cái màn hình phụ ở bên ngoài, hoặc là các bạn mở máy ra rồi và các bạn sử dụng chống. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Khi các bạn mở máy ra, các bạn sử dụng chống thì điều này thì sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn để các bạn lướt web, xem video YouTube. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nhân vật chính, đó chính là cái ốp. Thì sau khi ốp sử dụng cái ốp này lắp vào máy, đây các bạn có thể nhìn thấy, nhìn qua một lượt đấy, ta sẽ bảo vệ toàn bộ phần mặt sau của điện thoại của các bạn. Đây, các lỗ khoét được thiết kế rất là chính xác này, phần chân sạc, lỗ mic. Khi sử dụng ốp lưng của hãng thì các bạn hoàn toàn yên tâm.
Tuy giá của nó có vẻ hơi mắc nhưng mà khi các bạn sử dụng thì nó mang lại cái độ bền rất là cao, độ bền và tính sự khả dụng, tức là khi các bạn sử dụng thì nó sẽ rất là tiện lợi cho các bạn trong quá trình sử dụng và rất là rất đẹp. Khi bạn sử dụng những cái ốp lưng hàng ngoài 100-200 ngàn thì cái ốp lưng đấy nó sẽ rất là ọp ẹp, nhất là khi mà chúng ta lắp trên chiếc Z4 II này, nó sẽ rất là ọp ẹp khó chịu. Được. Mình sẽ chống lên thử cho các bạn xem. Đây. Đó. Rất là tiện. Đây, các bạn thấy, nhìn thấy đây. Đây. Mặc dù là chỉ ốp ở mặt sau, tuy nhiên thì cái phần màn hình của mặt trước nó cũng là màu đen, cho nên là cho cái cảm giác thì cũng khá là hợp, khá là đẹp. Với mẫu ốp lưng Aramis Standing Cover cho Z4 II thì các bạn có thể nhìn thấy là ở cái phần mặt lưng của nó, cái phần chống này nó nhô khá là cao. Thế thì một số bạn sẽ thắc mắc là liệu khi mà chúng ta sử dụng cái chống nhô cao lên như thế này thì nó còn sử dụng được công nghệ sạc không dây của Samsung hay không? Thế là chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời. Ở đây thì mình đã có một chiếc sạc không dây chính hãng của Samsung và bây giờ mình sẽ đặt chiếc điện thoại đã lắp cái ốp lưng này lên. Rồi các bạn có thể nhìn thấy ạ, vẫn sử dụng được sạc không dây bình thường, vẫn đang sạc không dây ạ, và tất nhiên là sạc nhanh không dây, sạc nhanh không dây, các bạn hoàn toàn yên tâm là mặc dù là chúng ta sử dụng cái phần chống này nó khá là dày, tuy nhiên thì chúng ta vẫn sử dụng được sạc không dây một cách bình thường. Các bạn có thể là sử dụng cái ốp này và dán cái màn hình mặt trước thì nó sẽ bảo vệ cái phần mặt trước của các bạn và các bạn có thể yên tâm hơn trong quá trình các bạn sử dụng. Đây là mẫu ốp lưng chính hãng của Samsung. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Các bạn có thể truy cập vào website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cái mẫu ốp lưng này. Phụ kiện samsung.com. Các bạn vào mục Galaxy Z4 II. Có rất nhiều mẫu ốp lưng bao da để cho chúng ta có thể lựa chọn. Aramis. Ok, để tìm hiểu thêm thông tin về mẫu ốp lưng Aramis Standing Cover, các bạn hãy truy cập vào website phụ kiện samsung.com hoặc liên hệ hotline của chúng tôi 0829 959595. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh của phụ kiện Samsung. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.